bất chấp dư luận quốc tế và tòa án lương tri. Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Nixon bí mật lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 xuống các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam để ép ta chấp nhận ký kết hiệp định theo điều kiện của Hoa Kỳ. Khi Bắc Việt Nam từ chối đàm phán và tập trung quân lực để tiến công chiến lược, thì chúng ta phải đối mặt với tình hình mới. Trong trường hợp này, mọi tổng thống đều phải hành động, đưa ra quyết định. Chiến dịch không kích này quy mô lớn hơn rất nhiều so với thời Lyndon Johnson. Việc dùng ném bom để tạo áp lực khiến đối phương phải nhượng bộ trên bàn đàm phán xưa này vẫn có hiệu quả. Nhưng với Bắc Việt Nam thì không, họ sẵn sàng đối mặt. Từ năm 1968, khi biết về B-52, Hồ Chủ tịch như một nhà tiên tri dự đoán và căn dặn cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng không không quân nêu cao cảnh giác, sớm chuẩn bị tinh thần, quyết tâm đánh thắng cỗ máy ném bom chiến lược này. Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Thực hiện lời dạy của Bác, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã cử người nghiên cứu cách đánh B-52 và đúc kết thực tiễn thành cẩm nang gọi là sách đỏ. Từ rút kinh nghiệm bằng các cái nội dung rút ra từ trong chiến trường Quảng Trị mà Quân chủng Phòng không Không quân này gọi là quyển sách đỏ đấy. À, quyển sách đỏ là quyển sách có bìa đỏ, còn nội dung bên trong là những cái kinh nghiệm chiến đấu, các việc bắt máy bay rồi phát huy chiến đấu. Ngày 6 tháng 4 1972, Mỹ thực hiện chiến dịch tiến hành leo thang đánh phá miền Bắc lần thứ hai. Ngày 10 tháng 4, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố đây là bước leo thang chiến tranh mới cực kỳ nghiêm trọng của đế quốc Mỹ, xâm phạm thô bạo chủ quyền và an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chà đạp các hiệp nghị Geneva năm 1954 về Việt Nam và mọi nguyên tắc sơ đẳng của luật pháp quốc tế. Năm 1972, khi thực hiện chiến dịch phá hoại miền Bắc lần thứ hai, Mỹ đã điều động nhiều máy bay B-52 đến các sân bay ở Thái Lan nhằm tăng cường ném bom miền Bắc. Ngày 10 tháng 1, một đơn vị đặc công đã đánh vào sân bay Utapao, phá hủy 8 máy bay B-52. Tiếp đó, các sân bay Udon, Ubon bị đánh phá chỉ trong thời gian vài tháng. 23 chiếc B-52 bị phá hủy. Phía Mỹ vô cùng hoảng hốt trước những đòn tấn công tới tận Sào Huyện. Ngày 6 tháng 4 đến 30 tháng 12, 1972, Hoa Kỳ huy động không quân, trong đó có cả B-52, phối hợp với các pháo hạm, ném bom, bắn phá các kho hàng và trận địa tên lửa của ta ở phía nam vĩ tuyến 20. Trong trận này, quân dân tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi 10 máy bay Mỹ. Trong sự hủy diệt, tăng dần mức độ leo thang của Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 4 năm 1972, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra lời kêu gọi: toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, triệu người như một, hãy nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Mỗi công dân phải là một chiến sĩ kiên cường chống Mỹ cứu nước. Mỗi xí nghiệp, công trường, nông trường, hợp tác xã, cơ quan, trường học, đường phố phải là một chiến hào, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi hành động phiêu lưu quân sự của giặc Mỹ và tay sai. Ngày 16 tháng 4, Không lực Hoa Kỳ tổ chức một cuộc tập kích quy mô lớn vào Hải Phòng. Các đơn vị bảo vệ thành phố cảng
đã bắn gần 100 quả tên lửa nhưng không hạ được chiếc B-52 nào. Hay gọi là đánh vào B giả, B giả. Mà thực tế là nó giả làm B-52 thật. Nó dùng máy bay chiến thuật giả làm B-52 để nó lừa tên lửa. Bằng trí tuệ và lòng quả cảm, bộ đội phòng không không quân đã quyết tâm vạch nhiễu tìm thù, hóa giải các hình thức gây nhiễu của địch. Tín hiệu phản xạ của máy bay nó đi theo hai chiều, ra phát đi gặp máy bay nó độn trở về. Còn nhiễu thì nó đi từ một chiều từ máy gây nhiễu vào ta thôi. Cho nên cái tốc độ lớn lên của tín hiệu phản xạ nó nhanh hơn tốc độ lớn lên của nhiễu. Đến một cự ly nhất định nào đó thì ta bắt được. Có một cái cách phát hiện nữa là gì? Nếu mà là B-52 thì chúng tôi phóng tên lửa. Mặc dù nó biết phóng nhưng nó không thể cơ động nó tránh được. Nhưng mà cái loại F thì nó biết là có tên lửa phóng nó cái thì nó tìm cách nó trốn, nó chạy. Thế thì ta lại có cái cách là phát sóng điều khiển tên lửa giả. Chính cái cách này là cái cách làm cho thằng địch nó lộ ngay ra là thằng B thật hay là F giả B. Nhờ báo động sớm 40 phút, ta đã giành thế chủ động đánh trả ngay từ lúc máy bay địch vừa xâm phạm vùng trời miền Bắc. Đưa B-52 lần lượt đánh Vĩnh Linh này, rồi đánh Vinh, ra đánh Thanh Hóa, rồi đánh Hải Phòng. Từ Hà Nội thì chưa đánh thôi. Cho nên ta biết chắc chắn theo quy luật leo thang của nó thế nào, rồi nó cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Đúng như dự đoán của ta, từ ngày 10 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị tấn công ác liệt. Cầu Phú Lương ở Hải Dương bị phá hoàn toàn. Cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa cũng bị đánh hỏng. Tổng kho xăng dầu Đức Giang bị không kích, cháy hơn một tuần lễ. Cầu Long Biên, cây cầu duy nhất của Hà Nội bắc qua sông Hồng thời đó, cũng bị đánh sập. Cảng Hải Phòng là một trong những cảng biển lớn nhất ở miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. Chính vì thế, đây là mục tiêu phong tỏa đánh phá ác liệt của không quân Hải quân Mỹ nhằm ngăn chặn ta tiếp nhận và vận chuyển hàng viện trợ. Trong năm 1972, cảng Hải Phòng bị Hải quân Hoa Kỳ thả thủy lôi 2 lần. Trước hành động tội ác của địch, ngày 10 tháng 5, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố về việc từ đêm 8 tháng 5 1972, quân đội Mỹ đánh mìn các bến cảng, cho tàu chiến bao vây vùng biển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đẩy mạnh các cuộc ném bom bắn phá. Tổng thống Mỹ Nixon đã tuyên bố những biện pháp quân sự nhằm tăng cường đánh phá nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến mức dã man nhất từ trước tới nay, đẩy mạnh những cuộc đánh phá mang tính hủy diệt, trong đó có máy bay B-52 và tàu chiến bắn phá các vùng đông dân như Hà Nội, Hải Phòng, chồng chất thêm tội ác cực kỳ man dợ chống nhân dân Việt Nam. Hầu như các cửa biển sông ngòi quan trọng đều bị bom từ trường thủy lôi của địch phong tỏa. Ngày 29 tháng 5, 1972, chiếc tàu Hồng Kỳ 150 chở hơn 6.000 tấn gạo tiếp tế vào đến Hòn La. Hôm đó, ta chèo thuyền ra nhận hàng, vận chuyển chót lọt 500 tấn gạo vào cảng Danh an toàn để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đối phó với tình hình, quân và dân Hải Phòng đã chống phong tỏa với tinh thần dũng cảm và mưu trí. Đối phương nó cứ nghĩ rằng là tàu phá lôi phải là những cái tàu phá lôi chuyên nghiệp, nó phải có những cái hình dáng cái nào nó phải lôi. Nhưng nó không ngờ rằng là ở cái Việt Nam này là bất cứ một cái gì người ta cũng đều gắn nó vào là cái phá lôi. Thế nên là nhiều tàu anh em đi trên luồng là an toàn, máy bay nó bay dè 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 qua đấy để nó trinh sát, nó xem tàu phá lôi mình đâu để nó tiêu diệt. Nhưng thấy toàn tàu bình thường. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km.
Từ ngày 18 đến 30 tháng 12, không quân Hoa Kỳ sử dụng 729 lượt B-52 và 1.900 lượt cường kích vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc. Mỹ đã dội hơn 10.000 tấn bom bằng sức công phá của 5 quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945, hủy diệt nhiều phố xá làng mạc, phá sập hơn 5.400 ngôi nhà, trong đó gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại hơn 2.368 dân thường và làm bị thương hàng nghìn người. Là đầu mối cung cấp điện cho thủ đô và nhiều tỉnh lân cận, nên trong chiến tranh phá hoại, nhà máy điện Yên Phụ đã nhiều lần bị ném bom. Để đảm bảo nguồn năng lượng cho các hoạt động sản xuất, phục vụ chiến đấu, nhà máy đã tổ chức một đội cảm tử bảo vệ dòng điện. 50 cán bộ công nhân đã tình nguyện tham gia công việc nguy hiểm, sống chết trong gang tấc ấy. Ngày 22 tháng 12, Bệnh viện Bạch Mai bị không kích lần thứ tư. Nhiều khu nhà điều trị bị phá hủy, 28 bác sĩ và bệnh nhân thiệt mạng. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi 50 vạn người Hà Nội sơ tán về vùng an toàn, giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Đại và một số bác sĩ vẫn bám trụ lại thủ đô để trực cấp cứu. Hơn 100 quả bom đã rơi xuống bệnh viện với cái tiếng kêu cấp cứu. Làm thế nào cứu chúng tôi với? Anh Đại ơi, rồi anh em ơi, làm thế nào cứu chúng tôi với? Là vì cửa hầm như vậy đã bị bịt kín và không thể nào mà ra được. Một cái trận ném bom khốc liệt nhất, tan nát nhất, rùng rợn nhất, thiệt hại đối với chúng tôi nhiều nhất. Không chỉ mua báo mới hôm nay có báo Nhân dân quân đội, nhất là xem nhân tin chiến thắng ở cả hai miền Bắc và miền Nam, bắn rơi ba máy bay Mỹ, bắt sống thực máy. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, với tinh thần xông xáo và ngòi bút sắc sảo, các phóng viên báo Nhân dân đã có mặt trên các trận địa. Những bài báo như Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội, thủ đô phẩm giá con người của báo Nhân dân đã lên án hành động dã man tàn bạo của đế quốc Mỹ và các trận thua đau B-52 trên bầu trời Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Các cái đêm đánh B-52 là chúng tôi đều có mặt ở trên cái đài quan sát. Tôi và một số anh em phóng viên nữa. Lạnh lắm, trời rét, tháng 12. Giờ lên mũ cái sắt nó như là giờ những cái váng mỡ. Thì khi có máy bay rơi thì chúng tôi lại xuống phóng xe đi, đến chỗ máy bay rơi. Đêm 26 tháng 12, B-52 trải thảm phố Khâm Thiên, đánh sập 2.000 ngôi nhà, cướp đi 287 sinh mạng, làm bị thương 266 người khác. Nhiều gia đình không ai sống sót. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những ai từng trải qua đêm B-52 ấy đều không thể nào quên được ký ức kinh hoàng. Đằng sau nhà một quả bom tấn, đằng trước nhà một quả bom tấn, tôi thì mất vợ, con trai, em trai, rồi hai đứa cháu ruột, con bà chị. Quá đau thương, những quả bom B-52 đã rơi xuống tấm thiệp cưới của nữ bác sĩ 26 tuổi Ngô Thị Ngọc Tường. Đám cưới sẽ không bao giờ được tổ chức, chiếc váy cưới được thay vào tấm áo niệm đầy nước mắt của người thân trong gia đình. Khâm Thiên, ngày 26 tháng 12 năm 1972, trước đau thương mất mát, người Hà Nội
họ đã cầm từng viên gạch còn rớm máu và thấm hơi bom để xây nên bức tường quyết thắng của lòng mình trước sự tàn ác của đế quốc Mỹ. Trong khốc liệt của chiến tranh, lãnh đạo đảng và nhà nước đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, góp phần xoa dịu nỗi đau thương khủng khiếp mà người dân Khâm Thiên phải gánh chịu. Trong chiến tranh loạn lạc, tình người đáng quý hơn bao giờ hết. Mọi người sẵn sàng sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau một cách tự nguyện. Nhiều thầy cô giáo đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai, tận tụy chăm sóc, dạy bảo học sinh ở nơi sơ tán. Cô Thúy Lan, lúc ấy là giáo viên ngữ văn trường Chu Văn An, cũng đã hết lòng đùm bọc, chở che cho những em nhỏ phải xa gia đình. 72 thì nó ném bom đột xuất xuống Hà Nội đấy, là đi luôn. Thế nhưng mà thời kỳ đó giáo dục cũng giỏi lắm, đem học sinh đi sơ tán để cho cán bộ yên tâm ở Hà Nội chiến đấu. Bố mẹ đi cái sơ tán ở vùng khác, bọn tôi hoàn toàn là nuôi và dạy. Tướng Momoge, tham mưu trưởng không lực Hoa Kỳ tuyên bố, B-52 của không quân chiến lược Hoa Kỳ có thể đánh bất cứ địa điểm nào trên miền Bắc Việt Nam mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Năm 1972, John McCain, cựu phi công Mỹ, đang là tù binh tại nhà tù Hỏa Lò. Khi nghe tiếng động cơ B-52 trên bầu trời Hà Nội, John đã rất tự tin. Có lẽ điều ấn tượng nhất trong cuộc đời tôi là đêm đầu tiên B-52 xuất trận. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng được ra khỏi đây. Chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc vì người Việt Nam không thể chịu được hình phạt này. Khi Mỹ đưa B-52 tập kích Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt câu hỏi tỷ lệ B-52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua. Quân chủng phòng không không quân đưa ra câu trả lời, tỷ lệ Mỹ chịu được là 1-2% trên tổng số B-52 tham chiến. Tỷ lệ làm Nhà Trắng rung chuyển là 6-7%, tỷ lệ buộc Mỹ thua cuộc là trên 10%. Phía Mỹ không thể ngờ rằng, không chỉ tên lửa pháo cao xạ, mà ngay cả những chiếc MiG-21 nhỏ bé, đơn thương, độc mã cũng có thể hạ gục pháo đài bay bất khả xâm phạm của họ. 12 ngày đêm đánh B-52 là 12 ngày đêm người Hà Nội không ngủ, tất cả hướng lên bầu trời. Bộ đội phòng không không quân quyết tâm lập chiến công ngay từ trận đầu. Do tiểu đoàn 59, đồng chí Nguyễn Thăng, tôi nhớ là tiểu đoàn trưởng chỉ huy, bắn hai quả đã rơi một chiếc B-52 ở phía Đông Anh, Phủ Lỗ. Từ lúc đó thì có thể nói chúng tôi mừng quá. 3 ngày sau, ngày 21 tháng 12, tiểu đoàn 77, trung đoàn 257 lập kỳ tích khi trong vòng 10 phút bắn rơi 2 chiếc B-52 chỉ bằng 2 quả đạn. Cùng với bộ đội tên lửa và phòng không, lực lượng không quân cũng đã lập nên kỳ tích trong chiến công tiêu diệt pháo đài bay bất khả xâm phạm. Cũng bằng phương pháp phóng cả 2 quả tên lửa cùng lúc, phi công Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt thêm 1 pháo đài bay B-52 nữa. Với thành tích kể trên, phi công tiêm kích Việt Nam đã góp phần cùng các lực lượng mặt đất làm nên 1 Điện Biên Phủ trên không lẫy lừng. Trong 12 ngày đêm đó, ta bắn rơi tất cả là 34 máy bay B-52. Mà nhận định là chỉ có 5 cái là đã phải đình chỉ rồi. Thế không có lý do gì mà Mỹ không dừng chiến tranh rồi. Sau chiến dịch, lãnh đạo đảng và nhà nước đến thăm quân chủng phòng không không quân. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngợi khen,
chiến công của các đồng chí quý lắm, giá trị lắm. Chúng nó muốn ép ta, nhưng các đồng chí đã cho chúng một bài học đích đáng. Bây giờ chính chúng ta ép lại nó. Trong 12 ngày đêm quyết chiến vì bầu trời Hà Nội, các lực lượng phòng không không quân đã bắn hạ 81 máy bay hiện đại, trong đó có 34 B-52 và 5 F-111, bắt sống 43 phi công Mỹ. Khi bị mất nhiều B-52, Nixon đã không giữ nổi bình tĩnh. Tổng thống, nhất là sau 3 đêm đầu tiên bị mất rất nhiều B-52, đã rất tức giận. Bởi vì Tổng thống nghĩ rằng không quân có những máy bay ném bom tốt nhất nước Mỹ và rất hiện đại. Tổng thống nghĩ rằng không quân có thể làm điều này mà không chịu nhiều tổn thất. Sau thất bại của B-52 trên bầu trời Hà Nội, các hãng thông tấn Reuters và AP của Hoa Kỳ đưa tin. Reuters: tọa độ lửa Hà Nội là lò sát sinh máy bay và phi công B-52. AP: cứ theo tốc độ bị bắn rơi như thế này, chỉ sau 3 tháng nữa, B-52 sẽ tuyệt chủng. Nửa cuối năm 1972, phong trào phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam đã dâng cao lên đến đỉnh điểm ở khắp nơi trên toàn thế giới. Thủ tướng Thụy Điển so sánh Mỹ với Đức Quốc xã, còn Đức Giáo Hoàng gọi các cuộc ném bom giết chết hơn 1.600 thường dân là nỗi thống khổ mỗi ngày. James Reston của tờ New York Times gọi cuộc tập kích chiến lược của Mỹ là cuồng chiến. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa William Shelby nói, Tổng thống đã mất tri giác. Năm 1972, khi đang học ở Mỹ, người thanh niên trẻ Nguyễn Thái Bình đã tổ chức hàng chục sự kiện phản chiến làm chấn động dư luận. Sau khi qua đời, anh đã trở thành biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam. Năm 1972, Jane Fonda còn được biết đến với cái tên Hà Nội Jane, một nữ diễn viên, người mẫu kiêm nhà văn, nhân vật phản chiến nổi bật nhất Hoa Kỳ, đã đến thăm miền Bắc 2 lần. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Jane Fonda thăm một trận địa pháo cao xạ của ta ở ngoại thành đã đem lại cho bà cái tên Hà Nội Jane, đúng với quan điểm chống chiến tranh, ủng hộ Hà Nội của bà trong nhiều năm liền. Sau khi tận mắt nhìn thấy các trường học, bệnh viện, khu dân cư bị bom Mỹ phá nát, bà đã nhiều lần xuất hiện trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam lên án binh lính Hoa Kỳ gây tội ác chiến tranh. Suốt 5 năm sang Pháp, tham dự Hội nghị Paris, Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhận được sự đồng hành ủng hộ rất lớn của người bạn đáng quý này. Bà Helen Lop cho biết ngôi nhà mà Phái đoàn Việt Nam ở sau này được người dân thành phố gọi là nhà Việt Nam. Mỗi sự kiện của Việt Nam bà rất quan tâm và ủng hộ. Nhất là trong năm 1972, trước sức ép Mỹ thua B-52 trên bầu trời Hà Nội, theo đúng tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hội nghị Paris năm 1973. Đây là Hồ Hữu Tiệp, hay Hồ Chiến Thắng B-52 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Gần nửa thế kỷ trôi qua, xác của pháo đài bay bất khả xâm phạm vẫn hiện hữu nơi đây như một chứng tích sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Năm 1972 là một cột mốc đau thương nhưng chói lòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới mưa bom bão đạn, nhân dân hai miền Nam Bắc vẫn bền gan vững chí lập nên những chiến thắng lẫy lừng. Dù Hoa Kỳ từng hùng hồn tuyên bố sẽ đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá,
song với ý chí kiên cường, nhân dân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành đã viết nên một thời kỳ liệt oanh trong trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình và tiến tới ký kết Hiệp định Paris theo điều kiện của Việt Nam vào đầu năm 1973.